Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản Nguyễn Trãi, cuộc đời và sự nghiệp nằm trong sách Ngữ văn 10 cánh diều. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các tài liệu liên quan đến văn bản này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Sau đây là phần A, chuẩn bị. Các câu hỏi trong phần chuẩn bị, thầy cũng sẽ trả lời ở phần trả lời câu hỏi, nên phần này thầy sẽ bỏ qua. Phần B, đọc hiểu. Câu hỏi 1. Nguyễn Trãi có vai trò vị trí như thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trả lời. Vai trò của Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân. Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Câu hỏi 2. Chú ý những đóng góp của Nguyễn Trãi cho đất nước và bi kịch cuối đời ông. Trả lời ý 1. Những đóng góp của Nguyễn Trãi cho đất nước. Ông dùng hết tâm huyết, tài năng, sức lực tham gia vào công cuộc gây dựng đất nước. Ông lui về ở ẩn tại Côn Sơn, nhưng khi được trọng dụng, ông lại hăm hở ra giúp nước. Trả lời ý 2. Bi kịch cuối đời. Khi đang giữ trọng trách công việc quốc gia thì năm 1442 xảy ra vụ án Lệ Chi Viên. Ông bị vu tội giết vua, tru di tam tộc. Đến khi vua Lê Thánh Tông lên ngôi đã minh oan cho Nguyễn Trãi. Câu hỏi 3. Chú ý các lĩnh vực mà Nguyễn Trãi có đóng góp và các tác phẩm chính của ông. Trả lời. Các lĩnh vực mà Nguyễn Trãi có đóng góp không chỉ là người anh hùng dân tộc mà còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa khai sáng. Ông để lại di sản trên nhiều lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lý, văn học, với nhiều tác phẩm có giá trị như Quân Trung Từ Mệnh Tập, Đại Cáo Bình Ngô, Phủ Núi Chí Linh, Lam Sơn Thực Lục, Văn Bia Vĩnh Lãng, Ước Trai Thi Tập, vân vân. Các tác phẩm này đều được viết bằng chữ Hán. Nguyễn Trãi còn có tập thơ Quốc Âm Thi Tập viết bằng chữ Nôm, đánh dấu sự hình thành phát triển của thơ ca tiếng Việt. Câu hỏi 4. Nguyễn Trãi có đóng góp như thế nào về văn hóa? Trả lời. Những đóng góp về văn hóa của Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi mở kỳ thi, lựa chọn nhân tài cho đất nước. Ông có những kế hoạch mới mẻ về việc xây dựng hình luật, âm nhạc, khoa cử, tiến hành các quy chế về lễ nghi, nội trị, biên soạn sách vở. Mặc dù tâm huyết xây dựng một thể chế và một nền văn hóa như ông mong muốn, đương thời chưa thực hiện được trọn vẹn, nhưng đây là những nền tảng phát triển cho đất nước. Câu hỏi 5. Những nội dung cơ bản của phần này là gì? Trả lời. Trong phần này của văn bản, người viết dành những lời bình luận khẳng định về giá trị đóng góp của Nguyễn Trãi trong mọi mặt, cũng như giá trị tâm hồn ông. Câu hỏi 6. Câu nào nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn? Trả lời. Câu văn nêu nhận xét khái quát về con người Nguyễn Trãi thể hiện trong thơ văn là: thơ văn Nguyễn Trãi phản ánh bức chân dung con người Nguyễn Trãi với vẻ đẹp của sự hài hòa giữa một vị nhân với một con người hết sức đời thường. Câu hỏi 7. Bài viết đã dẫn ra những tác phẩm nào của Nguyễn Trãi? Trả lời. Bài viết đã dẫn ra những tác phẩm Cửa Biển, Gương Báo Khuyên Răn, Bảo Kính Cảnh Giới. Bài 19 Quốc Âm Thi Tập, Ngôn Chí. Bài 7 Quốc Âm Thi Tập, Tặng Bạn, Thuật Hứng. Bài 19 Quốc Âm Thi Tập, Mạn Thuật. Bài 6 Quốc Âm Thi Tập. Câu hỏi 8. Phần này nêu vấn đề gì trong thơ văn Nguyễn Trãi? Trả lời. Phần này trong văn bản đề cập đến giá trị nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi. Trong thơ văn Nguyễn Trãi có sự kết hợp của nhiều thế kỷ văn học Việt Nam, khẳng định ông là nhà văn chính luận xuất sắc, có công lớn trong việc xây đắp nền móng văn hóa, tư tưởng cho dân tộc. Câu hỏi 9. Chú ý vị trí và đóng góp của hai tập thơ Ước Trai Thi Tập, Quốc Âm Thi Tập. Trả lời. Chú ý vị trí và đóng góp của hai tập Ước Trai Thi Tập và Quốc Âm Thi Tập. Với Ước Trai Thi Tập, Nguyễn Trãi đã đưa thơ chữ Hán Việt Nam đạt đến độ nhuần nhị, tạo ra một thế giới thẩm mỹ phong phú, vừa trí tuệ hào hùng, lại vừa trữ tình lãng mạn. Với Quốc Âm Thi Tập, khẳng định tiếng Việt là một ngôn ngữ văn học có khả năng phản ánh sâu sắc thế giới nội tâm của con người cũng như đời sống xã hội. Ông đã đem lại cho thơ Nôm một hệ thống thẩm mỹ mới, đưa vào trong các bài thơ của mình tục ngữ, lời ăn tiếng nói dân dã và những hình ảnh đời thường. Câu hỏi 10. Kết thúc văn bản, người viết khẳng định điều gì? Trả lời. Kết thúc văn bản, người viết khẳng định thơ văn của Nguyễn Trãi có khả năng kết nối xưa và nay, nối Việt Nam với nhân loại.
Phần C. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Văn bản Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp gồm mấy phần? Mỗi phần giới thiệu cho người đọc nội dung gì? Trả lời. Văn bản Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp gồm 2 phần. Phần 1. Từ đầu đến danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, nói về cuộc đời của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Phần 2. Phần còn lại, nói về sự nghiệp kiệt xuất của Nguyễn Trãi. Câu hỏi 2. Dựa vào văn bản trên, em hãy xác định những điều cần lưu ý về bối cảnh lịch sử văn hóa của thời đại Nguyễn Trãi. Trong cuộc đời Nguyễn Trãi có những sự kiện và dấu mốc quan trọng nào? Những sự kiện và dấu mốc có liên quan như thế nào tới sự nghiệp văn học của ông? Trả lời ý 1. Nguyễn Trãi sống và hoạt động trong một thời kỳ đầy biến động, đầy hoạn nạn và âu lo của lịch sử Việt Nam. Về chính trị xã hội, Nguyễn Trãi đã sống 20 năm cuối triều Trần, một quyền lực truyền thống đã xa đọa và gần như đã nằm trong tay khống chế của Hồ Quý Ly. 7 năm dưới triều Hồ, một quyền lực đang được xây dựng giang dở, 20 năm dưới thời Thuộc Minh và Chống Minh Thuộc. Về văn hóa, Nguyễn Trãi sống trong một thời kỳ quá độ, thời kỳ bản lề của hai chặng đường lịch sử văn hóa Việt Nam. Trả lời ý 2. Trong cuộc đời Nguyễn Trãi có những sự kiện và dấu mốc quan trọng là: Năm 1400, Đỗ Thái học sinh và cùng cha làm quan dưới triều Hồ. Năm 1407, giặc Minh cướp nước ta, Nguyễn Trãi theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa và góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Cuối năm 1427, đầu năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Bình Ngô Đại Cáo và hăng hái tham gia vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Năm 1439, Nguyễn Trãi xin về ở ẩn tại Côn Sơn. Năm 1440, ông được Lê Thái Tông mời ra giúp nước. Năm 1442, Nguyễn Trãi chịu oan án Lệ Chi Viên và bị khép vào tội tru di tam tộc. Năm 1464, Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi và cho sưu tầm lại thơ văn của ông. Câu hỏi 3. Dựa trên cơ sở nào để bài viết khẳng định Nguyễn Trãi là nhà văn hóa, nhà văn kiệt xuất? Trả lời. Dựa trên cơ sở, ông để lại di sản trên nhiều lĩnh vực, tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, lịch sử, địa lý, văn học, với nhiều tác phẩm có giá trị như Quân Trung Từ Mệnh Tập, Đại Cáo Bình Ngô, Ức Trai Thi Tập, Dư Địa Chí. Các tác phẩm này đều được viết bằng chữ Hán. Nguyễn Trãi còn có tập thơ Quốc Âm Thi Tập viết bằng chữ Nôm, đánh dấu sự hình thành và phát triển của thơ ca tiếng Việt. Câu hỏi 4. Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Trãi được trình bày trong bài viết bao gồm những điều gì? Qua thơ văn, Nguyễn Trãi hiện lên là một con người như thế nào? Trả lời. Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Trãi được trình bày trong bài viết bao gồm phản ánh chân dung Nguyễn Trãi với vẻ đẹp kết hợp giữa vị nhân và con người đời thường. Thơ văn Nguyễn Trãi là sự kết tinh nghệ thuật của nhiều thế kỷ văn học Việt Nam. Qua thơ văn, Nguyễn Trãi hiện lên là một con người vừa lớn lao cao cả, vừa rất đỗi thân thương gần gũi. Câu hỏi 5. Những đóng góp to lớn nào về mặt nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi được nêu lên trong văn bản trên? Trả lời. Những đóng góp về văn học của Nguyễn Trãi là hết sức to lớn, có giá trị mở đầu cho nhiều truyền thống quý báu của văn học dân tộc. Thơ văn Nguyễn Trãi thấm nhuần tư tưởng yêu nước, nhân nghĩa vì dân, cùng với niềm suy tư thế sự và tình yêu thiên nhiên đất nước. Yêu nước, thương dân và nhân nghĩa vì dân, khát vọng xây dựng một quốc gia độc lập, hưng thịnh, thái bình, người dân được ấm no, hạnh phúc là những nội dung lớn trong thơ văn Nguyễn Trãi. Câu hỏi 6. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi gợi cho em những suy nghĩ tình cảm gì? Trả lời. Cuộc đời Nguyễn Trãi là cuộc đời chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến đấu chống bạo lực xâm lược và chống gian tà. Tư tưởng nhân nghĩa là đỉnh cao chói sáng trong thơ ông. Quan điểm xem văn chương là vũ khí chiến đấu thể hiện rõ trí tuệ sáng suốt của một thiên tài và bản lĩnh của một chiến sĩ dũng cảm. Cuộc đời Nguyễn Trãi cho chúng ta bài học quý báu về tinh thần nhân đạo, nhiệt tình chiến đấu, quan điểm mạnh dạn đổi mới sáng tạo. Nguyễn Trãi đã gửi gắm trong thơ văn của mình những tư tưởng triết lý sâu sắc mà giản dị. Con người lỗi lạc bậc nhất và cũng là con người có số phận oan khiên bậc nhất trong lịch sử ấy đã trở thành một ông tiên ở trong tòa ngọc. Phần D. Kết nối đọc viết. Câu hỏi, em hãy phân tích những đóng góp quan trọng của tác giả trong nền văn hóa dân tộc. Trả lời. Với tài năng lỗi lạc, Nguyễn Trãi đã để lại cho nước nhà một di sản to lớn về các mặt quân sự, văn hóa và văn học. Các tác phẩm về quân sự, chính trị, Nguyễn Trãi có Quân Trung Từ Mệnh Tập và Đại Cáo Bình Ngô, một áng thiên cổ hùng văn là những tác phẩm tiêu biểu.
Về thơ ca, ông có ức trai thi tập, tập thơ chữ Hán và quốc âm thi tập, tập thơ nôm, đánh dấu sự hình thành của nền thơ ca tiếng Việt. Ngoài ra, ông còn có các tác phẩm về lịch sử như Lam Sơn Thực Lục, Văn Bia Vĩnh Lãng và tác phẩm Dư Địa Chí, một tác phẩm có giá trị cả về địa lý, lịch sử và dân tộc học. Trong văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất. Với Quân Trung Từ Mệnh Tập và Đại Cáo Bỉ Ngô, Nguyễn Trãi đã thể hiện nổi bật tư tưởng nhân nghĩa mà thực chất là tư tưởng yêu nước thương dân. Văn chính luận của Nguyễn Trãi đạt đến trình độ nghệ thuật mẫu mực. Hết phần soạn bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.